Ngoại hình doanh nhân nhưng giá tiền sinh viên, Asus ExpertBook OLED B5302 với mức giá chỉ hơn 25 triệu đồng. Một mức giá tầm trung đúng nghĩa nhưng sẽ mang lại đầy đủ trải nghiệm của một chiếc laptop cao cấp. Điểm đầu tiên đem lại trải nghiệm cho các bạn chính là khả năng xoay gập 360 độ cùng màn hình cảm ứng. Đây là một mẫu laptop hướng đến đối tượng là doanh nhân, nên ExpertBook B5 sở hữu vẻ ngoài tối giản, lịch lãm nhưng vẫn rất sang trọng. Với tông màu đen bao phủ toàn bộ máy, tính cơ động thì luôn được đề cao trong tất cả các mẫu laptop Ultrabook và đương nhiên laptop doanh nhân thì lại càng cần ưu tiên điều này. Mặt trên và dưới thì được làm bằng chất liệu nhôm, khung máy và mặt trong thì làm bằng hợp kim nhôm magie nên trọng lượng cực kỳ nhẹ, chỉ 1,3 kg, sẽ giúp cho việc cầm theo, di chuyển, đi lại hoặc là cầm máy bằng một tay. Hoặc thậm chí các bạn có thể biến chiếc laptop của mình thành chiếc tablet thì cảm giác cầm trên tay cũng cực kỳ thoải mái cho mọi thao tác. Nhẹ rồi thì chắc chắn sẽ đi kèm với cả mỏng luôn. Chỉ 16,9mm nhưng ExpertBook đạt độ bền chuẩn quân đội, có khả năng hoạt động ở môi trường nhiệt độ cao hoặc thấp, chịu được sốc nhiệt và đập bàn phím chống tràn thì có khả năng kháng nước. Thế nên các bạn hoàn toàn yên tâm về sự chắc chắn và bền bỉ mà Asus mang đến cho các bạn. Mặc dù vô cùng mỏng nhẹ nhưng ExpertBook B5 có một điểm mà mình cực kỳ ấn tượng là có rất nhiều các cổng kết nối, hai cổng Thunderbolt 4, một cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một jack audio combo, cổng nguồn. Và điểm đặc biệt chính là có đến 3 cổng xuất hình, nghĩa là các bạn có thể xuất ra 3 màn hình với độ phân giải lên đến là 4K. Mình nghĩ điều này thì cực kỳ hợp với các anh em trader, những doanh nhân chứng khoán, tiền ảo để có thể theo dõi và xử lý nhiều công việc cùng lúc khi có thể xuất đến 3 màn hình. Thêm vào đó thì là laptop doanh nhân nên vấn đề bảo mật cũng được trang bị trên ExpertBook B5. Tấm che webcam vật lý ứng dụng độc quyền Asus Business Manager cho phép quản lý tất cả các cổng kết nối, mã hóa dữ liệu ổ cứng, cảm biến vân tay một chạm sẽ được tích hợp ở nút nguồn. Và có một điểm thì mình muốn lưu ý với cả các bạn thì nút nguồn của máy sẽ được đặt ở cạnh các cổng kết nối chứ không đặt ở phần bàn phím như các mẫu laptop khác. Điều này thì sẽ giúp ích cho việc khi các bạn biến laptop của mình thành một chiếc máy tính bảng thì nút nguồn sẽ thuận tiện với vị trí tay, dễ dàng thao tác hơn. Cực gọn với màn hình 13.3 inch Full HD, tấm nền IPS, độ sáng cao lên đến 300 nits, 93% sRGB và 72% NTSC. Và ngoài ra thì sẽ trang bị màn hình chống chói. Khá tiện lợi thì Asus cũng trang bị bút cảm ứng có sẵn khi mua máy. Khả năng cảm ứng cũng nhạy dù dùng tay hay là dùng bút. Bản lề thì là xoay gập 360 độ cũng giúp các bạn làm việc ở nhiều tư thế cũng như là hoàn cảnh khác nhau để có thể lúc nào cũng kịp tiến độ công việc. Về cấu hình thì một mức cấu hình cơ bản đủ để làm các tác vụ văn phòng với Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB nhưng còn một khe để nâng cấp, 512GB SSD và Intel Iris Xe Graphics. Bàn phím của laptop Ultrabook thì mình ít khi phải bàn đến, cảm giác gõ ổn, hành trình phím không sâu lắm nhưng phím bấm mềm êm và ôm tay nên để làm quen thì mình nghĩ là cũng sẽ nhanh thôi. Chuyển xuống dưới là phần touchpad. Kích thước của chiếc touchpad này thì khá lớn, cảm giác di, thao tác chuột, cuộn trang đều rất mượt. Có một điểm thì gần như là signature trên các dòng của ExpertBook đó chính là tích hợp cụm phím số. Khi các bạn kích hoạt chức năng này thì chỉ cần một nút ấn vô cùng dễ dàng. Asus để cho các bạn nút ấn này ngay góc bên phải của touchpad luôn, nên là các bạn bật lên thì rất là dễ dàng, nhanh chóng. Và ngoài ra thì các bạn có thể di chuyển được con trỏ chuột trên màn hình và vừa ấn được số luôn. Điều này thì rất là tiện lợi đối với những ai làm các công việc liên quan đến nhập dữ liệu, con số như kế toán hay là giáo viên cũng cực kỳ hợp lý. Tổng kết lại thì Asus ExpertBook OLED B5302 đem lại đầy đủ một trải nghiệm của chiếc laptop doanh nhân có thể mang lại. Thiết kế sang trọng, cấu hình vừa đủ, quan trọng vẫn là khả năng xuất hình, làm việc đa nhiệm, màn hình cảm ứng với bản lề xoay gập 360 độ cùng chế độ bảo mật tốt thì mình nghĩ với mức giá hơn 25 triệu đồng là quá ok với một mẫu laptop doanh nhân. Các bạn nghĩ sao về mẫu laptop này? Bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.